Mời quý vị và các bạn cùng chào buổi sáng với phần điểm tin của báo Nghệ An.vn. Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có cuộc làm việc với Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, Tập đoàn Viettel đề xuất triển khai Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Nghệ An. Dự kiến, Trung tâm Điều hành Thông minh sẽ triển khai 10 dịch vụ giám sát đô thị thông minh. Trong đó, dịch vụ tiếp xúc với người dân nhiều nhất là phản ánh hiện trường. Người dân có thể phản ánh, kiến nghị về những bất cập trong đời sống xã hội với chính quyền trực tiếp bằng smartphone hoặc thông qua website của trung tâm kèm theo hình ảnh, video hiện trường. Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh đây là mô hình để triển khai đề án đô thị thông minh của tỉnh, mô hình thể hiện sự tiên tiến, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trước mắt, Thống Nhất sẽ triển khai các hạng mục đầu tiên là hệ thống giám sát điều hành giao thông thông minh và giám sát an ninh trật tự đô thị. Vụ việc được dư luận quan tâm nhất trong những ngày qua là nhà máy nước Hưng Vĩnh thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An xả bùn thải ra hồ điều hòa Cửa Nam. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nước và bùn thải đang chảy mạnh từ trong bể chứa nước thứ 3 ra hồ điều hòa Cửa Nam. Bùn thải phủ kín mặt hồ với diện tích khoảng 300m², độ sâu khoảng 2m. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bùn thực hiện công tác giám định và lập biên bản sự việc. Tuy nhiên, sáng 22 tháng 10, tại điểm xả thải bùn ra hồ điều hòa, phóng viên báo Nghệ An chứng kiến hàng chục cán bộ công nhân của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An đang vận hành thiết bị máy móc thực hiện hút bùn trở lại hố lắng. Công việc được thực hiện khá khẩn trương. Dù vậy, theo một cán bộ của công ty này thì chưa xác định đến khi nào mới hút sạch bùn. Đặt câu hỏi, Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An đã báo cáo các cơ quan chức năng hoặc thông tin đến chính quyền địa phương việc thực hiện hút bùn thải ra khỏi hồ điều hòa hay chưa? Các cán bộ, công nhân, Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An đang làm việc tại đây không trả lời câu hỏi này. Trong khi đó, thực tế chứng kiến cho thấy nước trong hồ điều hòa đã bị ô nhiễm nặng. Xung quanh bờ hồ có nhiều đàn cá ngoi lên mặt nước do thiếu oxy, đồng thời đã có tình trạng cá chết. Hiệp hội Du lịch Nghệ An vừa tổ chức buổi phát động chương trình Du lịch chung tay bảo vệ môi trường và hạn chế rác thải nhựa. Tại buổi lễ, Hiệp hội đã kêu gọi các doanh nghiệp hạn chế ở mức thấp nhất sử dụng đồ nhựa, hình thành ý thức, thói quen thu gom, xử lý rác thải nhựa triệt để, đúng nơi, đúng quy định, đảm bảo tiêu chí xanh, sạch ở các điểm đến. Trong khuôn khổ buổi lễ, hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thể hiện quyết tâm chung tay bảo vệ môi trường và hạn chế rác thải nhựa, đồng thời diễu hành xuống thị xã Cửa Lò và thu gom rác thải làm sạch bãi biển. Các doanh nghiệp cũng mong muốn, thông qua hành động này sẽ truyền cảm hứng cho các đơn vị, người dân ở thị xã biển cùng chung tay xây dựng sản phẩm du lịch ở mùa thấp điểm.